Vâng, buổi sáng nay em gửi xe cho một bác khách ở tỉnh Thái Bình. Sáng nay là thứ hai đầu tuần, thì bác ý đang rất cần để chơi trung thu. Cặp loa này bác ý em ở Hà Nội và em mang ra bến xe Giáp Bát để gửi cho bác ý. Đây là hàng của BVK Audio, hàng khui hộp các bác nhá. Thì là hàng mới của nhà máy. Thì hôm nay là ngày 14 trung thu. Thế nên là tối nay bác ấy đang có show đi trung thu, thế nên là đang cần loa bát nâng cấp, thế nên là bắt buộc phải gửi về xe tỉnh Thái Bình. Từ 19 con 76, VK1590 là mã con này. Bát này em có dòng 30 và 40, bích nhám sân và đít nồi, và có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Con này là màng xếp đi và gân 2 gân. Đấy, con này thì nó là hàng hãng của công ty rồi, thì các bác yên tâm để sử dụng cái dòng này. Và cái dòng này thì anh em thích chơi hàng cao cấp thì chơi con này. Chỉ có giá hơn 2 triệu một chút xíu thôi. Màng xếp ly và gân 2 gân các bác nhé. Đấy, dầu nó bọc dây điện này, có tem QC mã vạch này. Và đặc thù của nó, các bác nhìn côn này, côn của nó côn phíp nhé, chịu nhiệt cực tốt ạ. Từ 19 côn 76. Hàng này thì đánh rất là căng, bát căng, chắc tiếng, lời của nó sáng, nó hàng chính hãng mà. Anh em quan tâm đến cái dòng BVK thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Em khui hộp cho tất cả các bác để các bác cập nhật mẫu của bên em là mẫu 40 BVK có mã 1590 các bác nha.